Chị đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. Sau nhiều diễn biến căng thẳng thì cuối cùng Iran và Hoa Kỳ đã chính thức bước vào cuộc chiến pháp lý. Vào ngày 27 tháng 8 vừa qua thì Tòa án Công lý Quốc tế ICJ đã mở phiên tòa xét xử tranh cãi pháp lý giữa Iran và Hoa Kỳ theo đơn kiện hồi cuối tháng 7 của Tehran. Đơn kiện của Iran kêu gọi ICJ ra lệnh lập tức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, đồng thời tuyên bố Washington không có quyền tái áp đặt các lệnh trừng phạt và yêu cầu phải được đền bù thiệt hại. Các lý lẽ mà các bên liên tiếp đưa ra như thế nào và cuộc chiến pháp lý này sẽ đi về đâu? Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời trong chương trình Người quan sát ngày hôm nay cùng với hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời có mặt tại trường quay lúc này. Đó là Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Kho Công an Bộ Công an. Và Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Iran. Xin cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì xin kính mời quý khán giả và các đồng chí cũng như là hai vị khách mời cùng theo dõi một tổng hợp sau của chúng tôi. Trong bối cảnh bị Hoa Kỳ siết chặt gọng kìm cấm vận, ngày 27 tháng 8, Iran đã chính thức kiện Hoa Kỳ ra Tòa án Công lý Quốc tế ICJ có trụ sở tại thành phố La Hay, Hà Lan, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 và tái áp đặt trừng phạt kinh tế lên Tehran. Diễn biến mới nhất này đặt Hoa Kỳ và Iran vào một cuộc chiến pháp lý đầy cam go, được dự báo là sẽ càng làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã đối mặt với không ít sóng gió giữa hai quốc gia trong thời gian vừa qua. Trong đơn kiện, Iran cáo buộc việc chính quyền Washington áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào nước này là vi phạm thỏa thuận song phương năm 1955, còn gọi là Hiệp ước Hữu nghị, quy định quan hệ kinh tế và lãnh sự giữa hai quốc gia khi cố ý gây tổn hại càng nghiêm trọng càng tốt đến nền kinh tế Iran. Tehran cũng kêu gọi các thẩm phán ra lệnh dỡ bỏ lệnh trừng phạt ngay lập tức. Iran cho rằng các biện pháp của Hoa Kỳ gây ra những tổn hại không thể khắc phục. Tehran cho biết thêm, Hoa Kỳ không có quyền tái áp dụng các biện pháp như vậy và đòi Washington bồi thường thiệt hại. Việc Hoa Kỳ khôi phục các biện pháp trừng phạt sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng. Chúng không chỉ gây nguy hiểm cho Iran trong việc phục hồi nền kinh tế với đầy đủ chức năng, mà chúng còn là trở ngại đối với khả năng bảo đảm về y tế và sự an toàn cơ bản cho người dân, chưa kể đến các dịch vụ giáo dục và xã hội cơ bản. Cũng trong phiên tranh tụng này, Cố vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jennifer Newstead, người đứng đầu nhóm luật sư đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ khẳng định, Tòa án Công lý Quốc tế không có thẩm quyền xét xử vụ kiện này và những yêu cầu của phía Iran nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước được Iran và Hoa Kỳ ký năm 1955. Cố vấn Newstead cũng cho rằng, khủng hoảng kinh tế mà Iran đang phải đối mặt là do sự yếu kém trong cách quản lý của chính phủ Iran, chứ không hề liên quan gì tới việc Hoa Kỳ tái áp đặt các lệnh trừng phạt. Trong khi đó, các chuyên gia luật quốc tế cho rằng, với sự ủng hộ của nhiều nước vốn cũng đang chịu các biện pháp trừng phạt vô lý của Hoa Kỳ và sự đồng tình của nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, Iran đang có lợi thế tinh thần rất lớn trong vụ kiện này. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, có thể thấy là cuối cùng thì Iran và Hoa Kỳ cũng đã chính thức bước vào cuộc chiến pháp lý. Và phía Iran thì đã đưa ra cái lập luận của mình, đấy là các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ thì đã gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế của nước này và vi phạm những điều khoản của Hiệp ước Hữu nghị vào năm 1955 giữa hai nước. Hiệp ước Hữu nghị năm 1955 chúng ta thấy là dường như rất ít khi được nhắc tới trong cái mối quan hệ giữa Iran và Hoa Kỳ. Vậy thì theo ông, cụ thể các cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đã vi phạm những cái điều khoản nào của Hiệp ước này? Cảm ơn biên tập viên Kiều Trinh. Tôi nghĩ câu hỏi rất là thú vị. Khi mà chúng ta thấy Iran kiện Mỹ dựa trên cái hiệp định thân thiện và quan hệ kinh tế và các quyền lãnh sự được ký năm 1955 giữa Mỹ và Iran, thì chúng ta cũng rất ngạc nhiên hai nước có cái quan hệ rất là thù địch với nhau, tại sao lại vẫn có tồn tại cái hiệp định hữu nghị. Thế thì câu chuyện là năm 1955, khi mà quan hệ giữa hai nước ở giai đoạn rất là tốt đẹp, thì hai nước đã ký một cái hiệp định. Và cái hiệp định đấy kể từ năm 1979, khi mà sau cách mạng Hồi giáo, bản chất quan hệ hai nước đã thay đổi, nhưng không có bên nào đề nghị là chấm dứt hiệp định đấy cả. Và chính vì thế nên hiệp định vẫn còn giá trị trên danh nghĩa. Và chính vì thế nên khi mà Iran dựa trên cái văn bản hiệp định này để mà kiện Hoa Kỳ, thì tôi nghĩ là cái đấy cũng hoàn toàn có giá trị về pháp lý. Về mặt pháp lý là Hoa Kỳ và Iran cam kết là thúc đẩy quan hệ hữu nghị và thúc đẩy các quan hệ kinh tế
Thế thì rõ ràng cái các biện pháp trừng phạt của Mỹ là đi ngược lại các cái điều khoản quy định trong hiệp định này, và chính vì thế đây là cái lý do mà Iran đưa ra dựa trên đấy để mà Iran kiện Mỹ tại cái tòa công lý quốc tế. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch. Thưa Thủ tướng Lê Văn Cương, về phía Hoa Kỳ thì vào ngày 28 tháng 8 thì các luật sư của Hoa Kỳ cũng đã đưa ra một cái lập luận, đấy là tòa án công lý quốc tế thì không có thẩm quyền để đưa ra những cái phán quyết về các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái lập luận đó? Về cái lập luận của các luật sư Hoa Kỳ này, thì chúng ta bắt đầu từ cái nguyên tắc hoạt động và cái nhiệm vụ của tòa án công lý quốc tế. Cái tòa án công lý quốc tế là tòa án của Liên Hợp Quốc. Nó có nhiệm vụ giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia và giữa các tổ chức phi chính phủ với nhau. Nói rằng cái tòa công lý quốc tế này không có thẩm quyền đưa ra phán quyết liên quan đến cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ lống phải. Họ hoàn toàn có thẩm quyền để đưa ra phán quyết về những lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Vấn đề lợi chỗ, cái nội dung phán quyết như thế nào mới quan trọng. Bản thân những hành động của Hoa Kỳ chưa phải đi đến vi phạm những hiệp ước giữa hai nước. Quả thật nếu như giữa Iran có một hiệp ước về vấn đề này mà vi phạm, Hoa Kỳ rút ra và tiến hành trừng phạt, thì rõ ràng cái hành động này là một bên là vi phạm luật pháp quốc tế và hiệp định của hai nước. Thì trong lúc nếu như vậy, tòa công lý có thể đưa phán quyết một cách rất chặt chẽ, nặng nề, có tính ràng buộc, bắt buộc cao. Chứ còn thật ra mà nói thì cái thỏa thuận P5 của Iran á, cái thỏa thuận này cũng mang tính chính trị là chủ yếu. Cái tính pháp lý không phải nặng nề như hiệp ước. Chứ căn cứ vào đấy mà luật sư Hoa Kỳ nói rằng là cái tòa công lý quốc tế này không có thẩm quyền đưa ra phán quyết đối với những trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran. Nó không đúng. Những hành động này là vi phạm cả một loạt những cam kết của Hoa Kỳ, cam kết song phương, cam kết đa phương, và vi phạm cả cái nghị quyết Hội đồng Bảo An. Cho nên bản thân cái tòa trọng tài, tòa công lý quốc tế có hoàn toàn có quyền để phản quyết. Cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương. Thưa tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, theo ông thì khi mà đưa cái vụ việc này ra tòa án công lý quốc tế thì phía Tehran họ mong muốn điều gì từ những phán quyết của tòa án này? Trước khi trả lời câu hỏi của biên tập viên thì tôi muốn đóng góp một chút ý kiến về cái câu hỏi vừa rồi với cả Thiếu tướng Lê Văn Cương. Tôi đồng ý cả Thiếu tướng Lê Văn Cương thôi, nhưng mà chúng ta bên cạnh đấy tôi muốn bổ sung một điều là khi mà Mỹ tuyên bố rằng là tòa này không có thẩm quyền để giải quyết cái vấn đề ấy, thì tôi nghĩ là phía Mỹ họ nói là họ cũng có cái lý của họ. Thế bây giờ mình phải tìm hiểu xem cái lý của họ là như thế nào. Thì đại diện pháp lý của Bộ Ngoại giao Mỹ thì nói rằng, cố vấn pháp lý của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng là cái việc mà Iran kiện ấy là kiện vi phạm một cái thỏa thuận khác, và cái việc mà Mỹ làm là vi phạm, là liên quan đến một cái thỏa thuận khác chứ không phải cái thỏa thuận mà ký giữa Iran cả. Và chính vì thế nên Mỹ nói ở đây là họ có cái lý của họ là hai cái thỏa thuận khác nhau. Cái mà Iran đem ra kiện là cái thỏa thuận, là cái hiệp định hữu nghị giữa hai nước, và bây giờ Iran nói là Mỹ không thực hiện cái hiệp định đấy, và Iran đưa ra kiện. Nhưng mà Iran kiện cái đấy lại liên quan đến cái câu chuyện là thỏa thuận hạt nhân. Chính vì thế nên Mỹ nói rằng là Iran lấy một cái thỏa thuận khác để mà đưa ra kiện việc thực hiện một cái thỏa thuận khác nữa, thì cái việc đấy là không hợp lý, là không có giá trị. Và chính vì thế tòa không có, đấy là cái lập luận của Mỹ, thì chúng ta cũng cần phải xem làm rõ hơn cái lập luận của Mỹ. Bây giờ trả lời câu hỏi của chị về cái chỗ là Iran muốn gì khi mà đưa, rõ ràng Iran đưa vấn đề ra là Iran có mục đích của mình. Và trước khi nói ấy, chúng ta điểm lại, chúng ta thấy đây không phải lần đầu tiên Mỹ và Iran kiện nhau. Từ khi cách mạng đến giờ, từ năm 79 đến giờ, theo tôi biết là đến có 6 lần Mỹ và Iran kiện nhau. Thế cái lần này Iran muốn gì? Cái này thì tôi nghĩ rằng Ngoại trưởng Zarif đã phát biểu cũng rất rõ. Phía Iran muốn chứng minh với cả cộng đồng quốc tế là Iran tuân thủ các cái luật của quốc tế. Còn Mỹ là vi phạm các cái luật quốc tế, đặc biệt là vi phạm cái hiệp định đã ký giữa hai nước. Chúng ta nhìn lại cái cơ chế của tòa công lý thì cái quyết định của tòa công lý là bắt buộc. Thế nhưng mà thi hành nó thì không đơn giản.
để mà thi hành nó thì tôi nghĩ rằng tất cả các quốc gia, nhất là Mỹ, là một nước Mỹ đã từng bị tòa công lý tuyên bố kết luận là có là bên sai trong cái, tôi lấy ví dụ trong cái cuộc trong khi mà Nicaragua kiện Mỹ. Thế nhưng mà Mỹ với cái tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, bởi vì là để mà thực hiện thì phải Hội đồng Bảo an phải có cái quyết định để thực hiện cái quyết định của tòa, thì các nước thường trực Hội đồng Bảo an lại có quyền phủ quyết. Chính vì thế nên Iran cũng hiểu rằng là đưa ra vấn đề ra để mà đưa ra để mà chứng minh với thế giới về mặt có giá trị, về mặt hình thức, về mặt pháp lý thế thôi, chứ còn để mà thực hiện nó thì không không phải là đơn giản. Và tôi nghĩ là cái mục đích thì rất rõ trong cái tuyên bố Zarif mà tôi vừa rồi nói tới. Có thể thấy là kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ cho đến nay thì ông ta luôn giữ một cái thái độ rất là cứng rắn đối với Iran, từ việc là rút ra khỏi cái thỏa thuận hạt nhân giữa nhóm P5+1 với Iran, rồi sau đó là tái áp đặt những cái lệnh trừng phạt, và hiện nay thì thậm chí còn có những cái lời đe dọa về việc sử dụng quân sự nữa. Vậy thì theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, ông nhận định như thế nào về cái thái độ cứng rắn đó của Tổng thống Donald Trump đối với Iran? Chúng ta thấy ngay từ khi còn là ứng cử viên thì ông đã phát biểu rồi. Ông cho rằng là cái hiệp thỏa thuận hạt nhân là cái thỏa thuận tồi tệ nhất từ trước đến nay. Một số người nhà quan sát thì đánh giá rằng các cái quyết định của Trump nó mang cảm tính là rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng trong vấn đề Iran cũng như vậy. Người Mỹ bây giờ, ngay cả Ngoại trưởng Pompeo cũng nói rằng là chưa có một cái cấm vận nào nặng nề như cấm vận Iran lần này. Đây là cấm vận nặng nề nhất trong lịch sử. Nhưng mà tôi cũng đồng ý với cả ý kiến của Thiếu tướng Lê Văn Cương là Mỹ có lẽ không đánh giá hết cái khả năng của Iran. Tôi công tác ở Iran 3 năm rưỡi thì tôi thấy đất nước Iran là người ta thực sự là có tiềm năng, con người người ta thông minh, đất nước thì rất nhiều tài nguyên. Và khác với cả chúng ta đã từng ở trong bao vây cấm vận, chúng ta biết là chúng ta đã khó khăn như thế nào trong bao vây cấm vận. Tôi đi Cuba, tôi cũng thấy là đất nước Cuba khó khăn như thế nào trong cấm vận. Khi mà tôi sang Iran, tôi nghĩ rằng Iran cũng đang ở trong bao vây cấm vận, thì tôi mường tượng là có cái gì giống Việt Nam và Cuba, nhưng không. Iran khác hẳn. Tôi đi thăm các cái cơ sở kinh tế của Iran, thậm chí các bạn Iran chỉ cho tôi cả một kho đồ của Mỹ, hàng của Mỹ, không thể cấm vận với cả một cái biên giới to lớn như thế được, và không thể cấm vận một đất nước có nhiều tài nguyên và đất nước ấy có cái tiềm năng như vậy. Và chính vì thế tôi vẫn nghĩ rằng là Mỹ đánh giá không hết cái khả năng, tiềm năng của Iran, và cái kết quả của cái cấm vận của Mỹ tôi nghĩ cũng sẽ là hạn chế thôi. Và trên thực tế chúng ta thấy một cái nữa để mà nói rằng là châu Âu đến giờ này các chính trị gia không ủng hộ cái cấm vận của Mỹ. Về vấn đề này thì tôi hoàn toàn đồng ý về tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch. Bản thân cái việc mà ra cái cấm vận mà căng thẳng với Iran đó, có lẽ đúng như tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch nói rằng là phàm những cái giống Obama làm thì ông làm ngược lại, không đến như vậy. Ở đây còn một yếu tố kinh tế. Trong 8 năm cầm quyền, chính quyền Obama có thể là khá lành nhạt với Israel. Mối quan hệ với chính quyền Obama với thế giới Ả Rập, đặc biệt Ả Rập Xê Út cũng hết sức lành nhạt. Và Donald Trump làm ngược lại. Đấy kiểu yêu cầu kinh tế. 2% người Do Thái ở Mỹ, nhưng họ nắm 20% nền kinh tế Mỹ. Bản thân Donald Trump là một nhà kinh doanh bất động sản, yếu tố kinh tế đậm đặc. 8 năm cầm quyền, như thế Obama không bán được bao nhiêu vũ khí cho Ả Rập Xê Út cả. Tổng thống Donald Trump vừa lên được 3 tháng thì bán cả 100 tỷ đô la vũ khí cho Ả Rập Xê Út. Trên cái chuyện bao vây cấm vận trừng phạt Iran còn có nguyên nhân về kinh tế nữa. Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch và Thiếu tướng Lê Văn Cương. Thưa quý vị và các đồng chí, ngay sau khi quyết định kiện Hoa Kỳ ra Tòa án Công lý Quốc tế thì giới quan sát trên thế giới băn khoăn với một câu hỏi rằng liệu là vụ kiện này sẽ đi về đâu và cái mối căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran sẽ còn leo thang đến mức như thế nào nữa. Trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời thì kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi tổng hợp sau của chúng tôi về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran trong thời gian vừa qua.
quan hệ Iran-Hoa Kỳ đã chính thức bước lên một nấc thang căng thẳng mới, thậm chí là chạm tới mức nguy hiểm sau khi Hoa Kỳ siết chặt gọng kìm đối với nền kinh tế Iran bằng các lệnh trừng phạt mới. Và không chịu thua kém, Iran cũng đã đưa Hoa Kỳ ra tòa án quốc tế ở La Hay, Hà Lan. Giới quan sát cho rằng, những đợt trừng phạt quá nặng nề và gây tác động mạnh mẽ cả về mặt kinh tế lẫn xã hội đối với Iran chính là nguyên nhân khiến quốc gia này quyết định bước vào cuộc chiến pháp lý với Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, hành động này của Tehran là nhằm buộc Washington phải chịu trách nhiệm về việc áp đặt một cách bất hợp pháp các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào Iran. Iran luôn tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế, trong khi Hoa Kỳ phớt lờ các nghĩa vụ pháp lý và ngoại giao của mình. Tôi cho rằng, việc chống lại thói quen vi phạm luật quốc tế của Hoa Kỳ là việc cấp bách hiện nay. Bất chấp thực tế là đồng rial của Iran đã mất một nửa giá trị kể từ tháng 4 năm nay và một loạt tập đoàn quốc tế lớn đã phải tạm ngừng hoạt động tại quốc gia này. Tuy nhiên, như nhà lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei khẳng định, Iran sẽ không có chiến tranh và cũng sẽ không đàm phán với Hoa Kỳ. Có ai đó đã nói về việc Iran ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng chắc chắn là sẽ không có chuyện đó. Kể cả Tổng thống, Ngoại trưởng hay bất kỳ ai ở Bộ Ngoại giao Iran cũng không nên đàm phán với Hoa Kỳ. Đó là việc vô nghĩa. Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng Hoa Kỳ đã không chân thành cho dù Tổng thống Donald Trump có để ngỏ về việc ký một thỏa thuận mới thay thế thỏa thuận hạt nhân lịch sử JCPOA. Những gì ông Donald Trump đang làm là chống lại Iran và chống lại lợi ích của chúng tôi. Iran sẵn sàng cho các giải pháp ngoại giao nếu Hoa Kỳ cho thấy sự trung thực. Về phần mình, trong cuộc gặp gỡ với báo chí liên quan đến vụ kiện giữa Iran và Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố, Hoa Kỳ sẽ tự vệ một cách mạnh mẽ trong vụ kiện lần này. Quốc gia láng giềng của Iran là Iraq cũng không đứng ngoài tình trạng căng thẳng đang leo thang giữa Hoa Kỳ và Iran. Chúng tôi không ủng hộ cấm vận kinh tế với bất kỳ quốc gia nào. Trừng phạt một nhóm người vì lỗi lầm của một cá nhân là điều không thể chấp nhận được. Các nhà phân tích quốc tế cho rằng, liệu Hoa Kỳ đã tính toán đầy đủ thiệt hơn khi nhận thức rõ được rằng các biện pháp mạnh tay của Washington chắc chắn sẽ kéo theo những hành động đáp trả rất mạnh mẽ từ phía Iran, nhất là khi quốc gia vùng vịnh này vẫn còn nắm trong tay nhiều lợi ích chiến lược. Khó có thể tiên liệu rằng cuộc chiến pháp lý giữa hai bên sẽ dẫn tới những hậu quả gì, nhưng rõ ràng, một khi căng thẳng Hoa Kỳ-Iran bị đẩy lên đỉnh điểm, thì nguy cơ về một cuộc đối đầu nghiêm trọng trong khu vực, cụ thể là xung đột vũ trang, là không thể loại trừ. Thưa Thủ tướng Lê Văn Cương, theo ông thì liệu Hoa Kỳ có nhượng bộ hay không sau cái quyết định đệ đơn lên tòa án công lý quốc tế của Iran? Trong trường hợp này thì tôi có thể khẳng định rằng chính quyền Donald Trump hoàn toàn không nhượng bộ. Nếu như có một chút ít nào đấy, chính quyền Donald Trump đã có nhượng bộ với Triều Tiên trong cái thỏa thuận 12 tháng 6 ở Singapore. Thì trong trường hợp Iran này tôi hoàn toàn không tin tưởng. Vâng, cái này cũng xin tôi cũng xin bổ sung thêm ý kiến của tôi. Ý kiến của tôi thì hơi khác thiếu tướng Lê Văn Cương một chút. Tôi thì tôi tin rằng Hoa Kỳ sẽ có một tí nhượng bộ. Bây giờ câu chuyện là tháng 11 là các cái cấm vận chống lại năng lượng, các việc mua dầu của Iran. Thì tôi nghĩ rằng ngay đến hiện nay chúng ta thấy rằng là Mỹ đã phát biểu nước đôi về vấn đề này. Có lúc thì Ngoại trưởng Pompeo nói rằng là Mỹ không kiên quyết là không nhượng bộ. Thế nhưng vừa rồi ông Pompeo cũng nói rằng là nước Mỹ sẽ ý là nước Mỹ sẽ cân nhắc trong các trường hợp cụ thể. Thì tôi hiểu rằng là đây là cái tín hiệu để cho Mỹ có thể linh hoạt trong đến tháng 11 này tới linh hoạt. Điều quan trọng ấy không phải là dựa trên cái tuyên bố của Ngoại trưởng, mà điều quan trọng tôi dựa trên áp lực của phương Tây. Chúng ta thấy rằng là bây giờ nếu mà vấn đề năng lượng, rất nhiều nước mua dầu của Iran, ngay cả trong thời gian cấm vận vừa rồi thì là vẫn vấn đề nhập dầu khí của Iran vẫn được phép thực hiện. Bốn nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc, bốn nước vẫn được phép nhập khẩu dầu ấy. Vậy đến tháng 11 này họ tiếp tục được nhập dầu không? Tôi tin rằng là họ sẽ không
chịu nhượng bộ trong chuyện là họ không được nhập dầu. Và chính vì thế nên câu chuyện nhập năng lượng sẽ là câu chuyện mà Mỹ sẽ phải cân nhắc, và nhiều khả năng tôi cho rằng là Mỹ sẽ linh hoạt trong vấn đề này. Tôi đồng ý một phần về tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch. Theo quan điểm tôi, nếu như Mỹ có nhấn nhường mức độ này thì chỉ nhấn nhường với đối tác của Iran, chứ không phải nhân nhượng với Iran. Báo cáo anh, nhân nhượng với đối tác Iran tức là cho phép Iran mua bán, tức là nhân nhượng. Tức là nhân nhượng với một số đối tác mà tương đối rắn như là Trung Quốc, như Nga, vân vân. Nhưng mà tôi nghĩ một điều này này, có thể nói là đến bây giờ dư luận Mỹ đã rất là bất bình với ông Donald Trump trong cái canh bạc với ông Kim Jong Un rồi. Và vì thế, để bù lại cái thất bại trong Triều Tiên thì chắc chắn trong vấn đề Iran này ông ta không nhượng bộ, làm quyết liệt, chỉ làm quyết liệt để bù lại cái mà ông ta đã không thành công trong quan hệ với Triều Tiên, chuẩn bị với cái bầu cử nhiệm kỳ tháng 1 này. Tôi nghĩ như vậy. Hiện nay là có phương án là Mỹ, Anh, Pháp sẵn sàng lại có một cái hợp tác với nhau tấn công cả cái căn cứ quân sự hạt nhân của Iran đấy ạ. Nhưng tôi nghĩ rằng là về cơ bản thái độ của đối với Iran thì ít có khả năng nhân nhượng thay đổi. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem cái quyết định tiếp theo của phía Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Còn quay trở lại với phía Iran thì Tổng thống Rouhani cũng đã đe dọa là sẽ đóng cửa cái eo biển Hormuz để đáp trả các cái lệnh trừng phạt từ phía Hoa Kỳ, và thậm chí là ông ta còn tuyên bố rằng sẽ không chịu lùi bước trước bất kỳ một cái khó khăn nào. Vậy thì tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch nhận định thế nào và điều gì sẽ xảy ra nếu như những lời đe dọa trên trở thành hiện thực? Tôi thấy rằng là cái eo biển Hormuz đúng là cái eo biển chiến lược. Dầu lửa của Trung Đông xuất khẩu sang châu Á chẳng hạn là phải đi qua eo biển Hormuz. Và nếu như mà Iran không được xuất khẩu dầu lửa thì Iran cũng sẽ có biện pháp để nước khác cũng không được xuất khẩu dầu lửa. Và chính vì thế nên chuyện mà Tổng thống Rouhani đe dọa là sẽ đóng cửa cái eo biển này là một cái lời đe dọa không phải là suông, mà tôi nghĩ cái đấy hoàn toàn có khả năng. Nếu như mà Iran bị ép đến mức là nếu Iran không được xuất khẩu thì không, thì cái khả năng mà Iran thực hiện cái lời đe dọa này không phải là không có. Và chính nếu như mà như vậy thì câu chuyện năng lượng của giá năng lượng trên dầu lửa trên thế giới sẽ đột biến ngay, và cả thế giới sẽ chịu hậu quả của cái việc tăng giá năng lượng nếu như mà dầu lửa không được vận tải vận chuyển qua eo biển Hormuz. Và đấy là cái tương lai mà chúng ta có thể đoán định được. Ở đây tôi thấy rằng là chúng ta cần phải nhìn thấy cái năng lực quân sự của khả năng quân sự của Iran. Khả năng quân sự của Iran là cái này thế giới cũng đã thừa nhận. Nếu như mà dùng cái khả năng đấy để mà thực hiện khóa cái eo biển Hormuz là cái đấy là Iran hoàn toàn có thể làm chứ không phải là chỉ nói suông. Và tôi nghĩ rằng chính câu chuyện đấy cũng sẽ làm cho Mỹ phải cân nhắc là sẽ thực hiện cái cấm vận chống Iran trong vấn đề năng lượng vào tháng 11 tới đấy, tới đâu. Vâng ạ. Vậy theo Thứ tướng Lê Văn Cương thì cái cuộc chiến pháp lý này nó sẽ đi tới đâu và liệu có cái giải pháp quân sự nào nổ ra hay không ạ? Nếu như cái tòa trọng tài thường trực thành lập theo phụ lục 7 của Công ước đưa ra cái phán quyết rõ ràng ngày 12 tháng 7 năm 16 thì tôi tin rằng là cái tòa công lý quốc tế này khó có một đứa phán quyết kiểu ấy rồi. Thứ nhất là nếu như có phán quyết thì cũng không có sức nặng pháp lý để mà ràng buộc Mỹ thực hiện một cái gì cả. Chứ suy cho cùng tôi nghĩ được cái chuyện kiện nhau tòa án chẳng qua cũng là biện pháp cấu giờ thôi. Suy cho cùng trước cơn bão có một cái thời kỳ làm chuyện pháp lý này thôi. Chứ tôi tin rằng bản thân Iran cũng không hy vọng cái pháp lý giải quyết chuyện gì ở đây cả. Và đối với Hoa Kỳ thì hoàn toàn không. Tôi nghĩ rằng khó mà tránh khỏi một cuộc xung đột. Nhiều người tin cho biết rằng Hoa Kỳ hiện nay, nếu như Iran không quyết tâm ngồi vào bàn với Hoa Kỳ để bàn lại cái thỏa thuận PEC 1, thì có khả năng một cái liên quân mới có thể là lại trở lại Mỹ, Anh, Pháp, mà thậm chí lần này cũng loại trừ một số nước vùng vịnh Ả Rập sẽ tấn công đường không vào các cái căn cứ hạt nhân của Iran.
Nhưng tôi nghĩ là cái tính toán của Hoa Kỳ của Lầu Năm Góc và các đồng minh của họ nếu biện pháp quân sự thì cũng trong một không gian hẹp, trong một khoảng thời gian hẹp, chứ không thể kéo dài được. Vâng ạ, xin cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương. Thiếu tướng Cương thì cũng có vừa nhắc đến việc là cái tòa án này nó như là một cái khoảng lặng trước một cơn bão, đúng không ạ? Vậy thì theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch thì liệu có bão nổ ra hay không, hay là nó sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới? Tôi nghĩ hơi khác một tí. Thứ nhất là tôi nghĩ khả năng bão có bão là rất thấp. Iran như anh Cương nói, Thiếu tướng Lê Văn Cương nói, tức là có tiềm năng quân sự khác hẳn với các nước láng giềng, và động vào Iran nó không đơn giản tí tẹo nào. Cái giá phải trả khi mà động vào Iran là rất lớn. Các nước mà cái tầm với của tên lửa của Iran là đến Israel, vượt qua Israel. Thế thì có thể cái tầm với không đến Hoa Kỳ nhưng đến đồng minh số 1 của Hoa Kỳ ở đấy, thì cái giá là rất là lớn. Và chính vì thế nên chúng ta thấy trong lịch sử quan hệ với cả Iran gần đấy, thời gian căng thẳng, chưa lần nào Mỹ dám sử dụng lực lượng quân sự. Ngay cả khi mà hơn 200 lính bộ, lính thủy đánh bộ của Mỹ bị chết khi trong cái cuộc đánh bom ở Beirut, mà Mỹ cho rằng Iran đứng đằng sau, hơn 200 người lính của Mỹ bị giết mà Mỹ vẫn không sử dụng biện pháp quân sự. Trong khi đấy Mỹ sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự ở bất cứ nơi nào khác nếu như mà câu chuyện như vậy xảy ra. Đấy là một. Điểm thứ hai ấy, là để mà có một cái cuộc tấn công quân sự đối cả Iran, ít nhất là phải có một cái thỏa thuận về hình thức của Hội đồng Bảo an. Ta châu Âu không ủng hộ, tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương có nói là châu Âu có thể đứng hơn 200 lính bộ, lính thủy đánh bộ của Mỹ bị chết khi trong cái cuộc đánh bom ở Beirut, mà Mỹ cho rằng Iran đứng đằng sau, hơn 200 người lính của Mỹ bị giết mà Mỹ vẫn không sử dụng biện pháp quân sự. Trong khi đấy Mỹ sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự ở bất cứ nơi nào khác nếu như mà câu chuyện như vậy xảy ra. Đấy là một. Điểm thứ hai ấy, là để mà có một cái cuộc tấn công quân sự đối cả Iran, ít nhất là phải có một cái thỏa thuận về hình thức của Hội đồng Bảo an. Ta châu Âu không ủng hộ, tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương có nói là châu Âu có thể đứng, tôi nghĩ đến giờ này là châu Âu không ủng hộ các biện pháp cấm vận, chứ chưa nói đến các biện pháp quân sự. Đối với đã cấm vận còn không ủng hộ thì làm sao mà ủng hộ ấy rồi. Không nói đến Trung Quốc và Nga là tuyên bố là các cái biện pháp cấm vận của Mỹ là không bác bỏ cái biện pháp cấm vận của Mỹ. Thế trong cái hoàn cảnh như vậy thì cái được sự đồng ý của Hội đồng Bảo an là gần như về không. Và chính vì thế nên khả năng bão là rất thấp. Nhưng tại sao lại vẫn có cái này? Đây tôi đánh giá không phải là khoảng lặng trước bão, mà tôi ngay từ trước tôi cũng có nói là Iran muốn chứng tỏ với thế giới rằng mình là thực hiện các thỏa thuận quốc tế, còn Mỹ là người phá, không tôn trọng các thỏa thuận quốc tế, không tôn trọng các cam kết quốc tế. Cái này là vấn đề rất quan trọng, rất có ý nghĩa. Khi mà Philippines, tôi lấy một cái so sánh, Philippines đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài về các thực thể ở Biển Đông, thì Philippines cũng hiểu tòa trọng tài không có tính bắt buộc, các cái quyết đoán, phán quyết của tòa không có tính chất bắt buộc phải thực hiện. Thế nhưng mà cái ý nghĩa của nó là rất lớn, là cộng đồng quốc tế lên án các cái hoạt động như thế. Trong vấn đề này Iran cũng làm như vậy, thì tôi nghĩ là Iran chọn cái tòa này hoàn toàn là hợp lý. Và cái ý nghĩa của nó thì cũng giống như trong trường hợp Philippines chọn tòa công lý để mà chứng minh với cộng đồng rằng bên nào là bên đúng và bên nào là bên sai trong câu chuyện. Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch và Thiếu tướng Lê Văn Cương đã mang đến chương trình ngày hôm nay những cái góc nhìn rất là đa chiều về cái cuộc chiến pháp lý giữa Iran và Hoa Kỳ. Xin cảm ơn hai ông. Cảm ơn.
Thưa quý khán giả và các đồng chí, phiên tranh tụng giữa Iran và Hoa Kỳ kéo dài 4 ngày, nhưng dự kiến thì tòa phải mất vài tháng để quyết định liệu có nên ra phán quyết về đề nghị của Tehran hay không, trong khi một phán quyết cuối cùng cho vụ kiện này thì có thể mất tới vài năm. ICJ là tòa án được Liên Hợp Quốc lập ra vào năm 1946, chuyên giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia. Các phán quyết của tòa mang tính ràng buộc nhưng lại không có biện pháp chế tài nào để thực thi. Chính vì vậy mà dư luận quốc tế cho rằng đối đầu giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ khó có thể kết thúc tại tòa án công lý quốc tế, mà đây chỉ là những bước đệm cho những giải pháp tiếp theo. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến xung quanh vấn đề này. Phần bình luận trong chương trình Cái Quan Sát ngày hôm nay thì xin được dừng lại tại đây.